chờ đợi, quan sát, lắng nghe. Đó là những đặc điểm của một đơn vị đặc biệt, một người lính hoạt động sâu trong lãnh thổ địch, thu thập dữ liệu và thông tin, giúp đỡ các đồng đội của họ giành chiến thắng trong trận chiến. Họ là những người lính thầm lặng của chiến tranh trên bộ. Họ là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Họ chính là lính trinh sát. Kể từ khi có chiến tranh, thu thập thông tin tình báo về đối phương là chìa khóa dẫn đến thành công trong cuộc chiến. Điểm yếu, điểm mạnh, các phương án tác chiến đều có tầm quan trọng đối với sự sống còn trên chiến trường. Một nhà quân sự nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại, Tôn Vũ, tác giả của cuốn Binh Pháp Tôn Tử, hiểu rất rõ về điều này. Ông viết, chi bỉ chi kỷ, bách chiến bách thắng, nghĩa là biết mình, biết người thì mới có thể giành thắng lợi trong trận chiến mà không bị tổn thất. Sự thật ấy từ 600 năm trước công nguyên vẫn đúng cho đến ngày nay. Việc thu thập thông tin tình báo về đối phương rất quan trọng đối với các chỉ huy quân sự. Ngày nay, cho dù trên không, trên biển, trên đất liền, thì việc thu thập thông tin tình báo của phía đối địch luôn là ưu tiên hàng đầu. Công nghệ hiện đại đã phát triển đáng kể về chất lượng tìm kiếm thông tin. Từ vệ tinh trong không gian, tàu ngầm dưới biển sâu, cho đến máy bay không người lái trên chiến trường, công nghệ đã làm thay đổi cách thức thu thập thông tin tình báo. Dẫu vậy, công nghệ vẫn có hạn chế của nó. Có một cách thu thập thông tin tình báo truyền thống là nhờ những người lính trinh sát vẫn được các chỉ huy quân sự đánh giá là tốt nhất. Trong quân sự, trinh sát được định nghĩa là hoạt động tìm kiếm và theo dõi để xác định ý đồ của đối phương. Bằng cách thu thập thông tin về lực lượng và năng lực của họ, có hai phương pháp thu thập thông tin tình báo. Đầu tiên là lực lượng trinh sát hoạt động trong lòng địch. Thứ hai là giám sát. Có một sự khác biệt lớn giữa trinh sát và giám sát. Nếu là giám sát, bạn ở nguyên vị trí của mình để theo dõi mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Còn hoạt động trinh sát đòi hỏi bạn phải tích cực di chuyển xung quanh mục tiêu để thu thập thông tin. Đó là sự khác biệt. Trong quân đội các quốc gia phương Tây, trinh sát có nhiều chức danh. Trong quân đội Hoàng gia Anh và quân đội các quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung như Canada hay Úc, hoạt động trinh sát thường được giao cho những đơn vị đặc nhiệm. Cả Anh và Canada đào tạo đơn vị đặc biệt này, chẳng hạn như Trung đoàn Trinh sát đặc nhiệm SRR hoặc Trinh sát dù. Trong quân đội Mỹ, trinh sát được gọi là Recon. Về cơ bản, các quân binh chủng của quân đội Mỹ đều có lực lượng trinh sát riêng, ví dụ như trinh sát lục quân, trinh sát hải quân. Khả năng thu thập thông tin tình báo là ưu tiên hàng đầu. Trong quân sự, hoạt động trinh sát được thực hiện bằng hai phương thức khác nhau, công khai và bí mật. Đơn cử, cách thức trinh sát công khai sử dụng lực lượng thiết giáp. Theo đó, các đơn vị thiết giáp chuyên biệt được đào tạo thu thập thông tin tình báo của đối phương trên phương tiện cơ giới là xe bọc thép. Thông thường, các đơn vị chuyên biệt, chẳng hạn như các đơn vị trinh sát sử dụng xe bọc thép Striker, hoạt động phía trước lực lượng chính. Loại trinh sát thứ hai hoạt động bí mật hơn. Binh lính được đào tạo đặc biệt để làm việc cách xa hàng cây số sâu trong lãnh thổ đối phương. Họ sử dụng công nghệ chuyên biệt để chủ động thu thập dữ liệu và thông tin của đối phương. Lính trinh sát có đủ khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo. Họ cũng đảm nhiệm một trong những công việc nguy hiểm nhất của quân đội. Đó là lý do tại sao họ là những người lính đặc nhiệm. Họ phải thật nhẫn nại, khôn khéo và có thần kinh thép mới có thể hoạt động.
Để trở thành một người lính ưu tú, bạn phải có sức khỏe tốt và tâm lý vững vàng. Để có thể hoạt động trong nhiều môi trường, bạn có thể đi đến bất kỳ đâu, trải qua một trận mưa bão hay qua đêm trong một cơn bão tuyết. Bạn phải được chuẩn bị tinh thần lẫn thể chất để chấp nhận điều đó, đồng thời vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, chưa kể đến khả năng phải sinh tồn khi không được tiếp tế lương thực và nước uống. Điều rủi ro nhất đối với lính trinh sát là họ dễ gặp nguy hiểm. Giả sử họ đang cách tiền tuyến 10 đến 15 km rồi bị địch bắt, có rất ít cơ hội có thể cứu được họ. Thông tin mà lực lượng tình báo liên tục thu thập giúp các chỉ huy đưa ra quyết định cần thiết để đánh bại đối phương. Chẳng hạn như họ cần sử dụng lực lượng nào và ở đâu. Mỗi quân đội hiện đại đều có một số đơn vị trinh sát và đào tạo chuyên biệt. Trong lục quân Mỹ, nhiệm vụ đào tạo lính trinh sát được giao cho lực lượng Ranger. Trường đào tạo tổ chức những khóa học khắc nghiệt nhất, được gọi là khóa đào tạo chỉ huy trinh sát và giám sát. Chương trình cung cấp các yếu tố thiết yếu của hoạt động trinh sát, như làm thế nào để tồn tại trong vùng đối phương kiểm soát. Và với nhiều người lính trẻ tham gia khóa học, bài tập tiếp theo của họ là chiến đấu ở chiến trường Iraq hoặc Afghanistan. Vì vậy, họ phải thật chú ý, họ có thể phải đánh đổi sai lầm bằng tính mạng của mình. Fort Benning, Georgia, nước Mỹ. Đây là căn cứ huấn luyện lớn nhất của lục quân Mỹ. Mỗi ngày đều có hơn 20.000 lính Mỹ luyện tập ở đây. Một trong số đó là các học viên thuộc chương trình đào tạo biệt kích Mỹ. Họ đang tham gia một khóa học cao cấp của lữ đoàn huấn luyện biệt kích thuộc lục quân Mỹ. Đây là một chương trình đào tạo có tiếng của quân đội Mỹ, chuyên đào tạo những binh lính đủ điều kiện để trở thành lính biệt kích. Một trong những chương trình khắc nghiệt nhất mà đơn vị này tiến hành là khóa đào tạo chỉ huy trinh sát và giám sát. Trọng tâm của khóa học rất đơn giản: huấn luyện lính bộ binh, lính thủy đánh bộ, thủy thủ và phi công Mỹ những kỹ năng cần thiết cho công tác trinh sát, giám sát, phát hiện mục tiêu, đánh giá mức độ thiệt hại của trận chiến, nhận diện phương tiện từ bên ngoài và các kỹ năng khác. Cũng như các khóa học trinh sát liên minh khác, nó được coi là một trong những khóa học khắc nghiệt nhất trong quân đội. Đây cũng là một trong những công việc nguy hiểm nhất trong quân đội. Với các chỉ huy quân sự, việc thu thập thông tin tình báo có chất lượng và rất quan trọng là xứng đáng để mạo hiểm. Trinh sát là nhiệm vụ có độ rủi ro cao vì người lính phải hoạt động ở vùng sau lưng địch. Chúng tôi đào tạo họ để họ không bị phát hiện. Việc huấn luyện nhằm trang bị cho họ kỹ năng tự cứu bản thân và cứu hàng trăm người khác nhờ những thông tin mà họ thu thập được. Những thông tin đó sẽ giúp các chỉ huy quân sự ra quyết định đúng đắn nhất. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin tương tự từ các phương tiện điện tử hiện đại, nhưng vai trò của các phương tiện này cũng chỉ tương đối, đôi khi chỉ để xác minh. Tin tức tình báo thu được từ người lính trinh sát vẫn đáng tin cậy hơn bất kỳ phương tiện nào. Phần lớn khóa đào tạo chỉ huy trinh sát và giám sát được giảng dạy trong nhà, nhưng những bài tập khắc nghiệt nhất lại diễn ra trên cánh đồng này. Dù trời mưa tầm tã hay nắng chói chang, ngày hay đêm, các học viên buộc phải tham gia vào các bài thử thách. Một nhóm học viên đang hy vọng qua được khóa học. Họ là lính bộ binh, phi công và thậm chí có cả thành viên của đội đặc nhiệm Hải quân Navy SEAL. Hiện họ đã trải qua nửa khóa học. Họ sẽ được triển khai đến cánh đồng này để thực hiện một nhiệm vụ mô phỏng trong vòng 48 giờ. Nó có tên là bài tập tình huống. Đây là giai đoạn học tập trước khi học viên được xếp loại.
Trong bài tập này, các học viên sẽ không được xếp hạng. Chúng tôi giao cho họ các nhiệm vụ để họ thực hiện, nhưng không vội vàng đánh giá qua hay không qua. Nó giống như giai đoạn tập đi bộ trước khi bước qua giai đoạn chạy. Tất cả họ sẽ được huấn luyện, đào tạo và cố vấn. Họ sẽ cố gắng thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ, nhưng khi họ muốn đi đâu thì phải hỏi ý kiến tôi thật nhanh. Và tương tự như vậy, bất cứ lúc nào tôi thấy họ đang bối rối, tôi sẽ nói với họ về những gì họ cần phải làm. Nó trái ngược với bài tập dã chiến. Họ thực hiện nhiệm vụ, còn người hướng dẫn ngồi đánh giá họ qua hay không qua. Trung sĩ Gilmer là một người cầu toàn. Tôi không thể đứng nhìn khi học viên nào đó thao tác mà không nhận được sự hướng dẫn của sĩ quan hoặc hạ sĩ quan. Các sĩ quan ở đây rất chú trọng tới các tiểu tiết vì họ biết rằng điều đó rất quan trọng khi lính trinh sát hoạt động trong lãnh thổ của đối phương. Các học viên có thể vượt qua được tất cả những thử thách này, nhưng cũng có thể có người bị thương. Vì vậy, các học viên cần di chuyển nhanh và có những động tác mạnh mẽ. Coi nhẹ những chi tiết nhỏ nhặt có thể làm hại đơn vị, khiến bản thân và đồng đội thiệt mạng. Khi hoạt động trong vùng địch, người lính trinh sát phải hết sức cảnh giác. Hãy đảm bảo rằng họ không để lại dấu vết gì, một chút rác rưởi hoặc một làn khói cũng có thể làm lộ vị trí của lính trinh sát. Anh có biết một con kiến phải mất bao lâu để trở về tổ sau khi cả đàn bị xáo trộn không? Nếu có một dấu chân để lại, anh phải xóa nó đi thật nhanh. Phải làm thật nhanh. Điều thú vị nhất đã xảy ra. Có một cuộc đọ súng và hỏa lực đang chĩa về phía họ. Điều diễn ra lúc này là tôi đánh giá họ đang làm gì, cách họ đi qua cánh rừng và tất cả các quy trình tác nghiệp của họ. Họ vượt qua một khu vực hay con đường nguy hiểm như thế nào và cách họ thực hiện tất cả các quy trình tác nghiệp khác, chẳng hạn như vận chuyển đường dài, vân vân. Điều thú vị tiếp theo là về nhiệm vụ của người chỉ huy trinh sát, và đó thực sự là yếu tố quan trọng giữ nhịp cho tất cả những gì sẽ xảy ra sau đó. Những gì họ tìm kiếm ở đó là một vị trí giám sát tốt. Các học viên thiết lập một vị trí phòng thủ, có thể quan sát xung quanh tốt nhất và chờ bóng tối kéo xuống. Trung sĩ Gilmer kiểm tra tất cả mọi thứ họ đã làm, tìm ra những sai lầm. Ngay trước khi trời tối, đơn vị cử ra một đội trinh sát hai người. Đội này được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về vị trí của kẻ thù mô phỏng. Tất cả đều phải cẩn mật. Đội trinh sát hai người này đã thành công. Sự thông minh của họ đã giúp họ thu thập thông tin. Tuy nhiên, họ vẫn để lại một số sai sót. Đối phương đang tích cực tìm kiếm các bạn. Nếu các bạn làm nhiệm vụ này trên chiến trường, nếu mắc sai lầm, thì các bạn sẽ bị bắt và giết hại. Các bạn có hiểu tôi nói gì không? Đó là bài tập khắc nghiệt trong khóa học này. Phần tiếp theo của khóa học, các giảng viên sẽ không hiền như vậy. Sai lầm sẽ dẫn đến thất bại. Vì chúng ta đều biết, trong chiến tranh, sẽ không có cơ hội thứ hai. Yếu tố con người là then chốt, nhưng công nghệ hiện đại giúp lính trinh sát cũng sắc bén hơn và lợi hại hơn trong công tác thu thập thông tin tình báo và các thông tin chi tiết hay bao quát chiến trường. Các thiết bị quan sát hồng ngoại, máy đo xa, vũ khí được thiết kế đặc biệt. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thiết bị công nghệ hỗ trợ người lính trinh sát ngay sau đây. Người lính trinh sát phải mang theo nhiều thiết bị chuyên dụng. Nhiệm vụ trinh sát và giám sát đòi hỏi cần có thiết bị này. Ống nhòm, máy đo xa, thiết bị nhìn đêm và vũ khí. Trung sĩ Adam Walker nói về một số thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ trinh sát và giám sát. Ở đây chúng tôi có máy ảnh số Canon. Đây là một trong những phương tiện chính để chúng tôi thu thập thông tin về mục tiêu. Đây là một máy ảnh chụp ảnh có độ phân giải cao. Đáng chú ý là ở đây có ống kính phóng đại, có tiêu cự 400mm. Với ống kính này, chúng tôi có thể quan sát từng ngọn cỏ từ rất xa. Nhưng điều chúng tôi cần chụp lại là biển tên, mặt người, biển số xe,
đặc điểm nhận dạng của khu vực mục tiêu. Rất nhiều lính trinh sát làm nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan với máy ảnh này. Họ sử dụng nó để theo dõi các thị trấn và con đường, vân vân. Dù vậy, đôi lúc họ vẫn cần đến thật gần đối phương với ống kính 135 ly, có độ sắc nét về hình ảnh. Máy ảnh sẽ có góc chụp mà họ cần. Tiếp theo là thiết bị có tên là Vector 21 hoặc 21 Alpha. Đây là máy đo xa. Thiết bị sẽ cung cấp cự ly chính xác tới 10 con số để giúp tính toán phần tử bắn cho các đơn vị hỏa lực hoặc phục vụ mục đích thu thập thông tin tình báo. Chúng tôi còn có ở đây PBS-14 với màn hình có thể gắn trên mũ. Thiết bị này giúp chúng tôi trở thành chủ nhân của bóng đêm. Quân đội Mỹ có thể hoạt động cả ban đêm vì lính Mỹ được trang bị công nghệ nhìn đêm này. Nó rất dễ để sử dụng. Hầu hết binh lính ở Iraq và Afghanistan đang sử dụng hệ thống này. Những gì bạn thấy trước mắt là ống nhòm lớn Bushnell. Nó nhẹ, dễ sử dụng và là công cụ tuyệt vời trong số các trang bị cá nhân của người lính trinh sát. Tiếp theo, tôi sẽ chuyển đến một thiết bị quan sát ảnh nhiệt nhỏ. Như bạn thấy đấy, thiết bị này có trọng lượng nhỏ và có kích thước tương đương PBS-14. Tuy nhiên, thiết bị này có thể hiển thị nhiệt độ của mục tiêu, giúp phát hiện các mục tiêu sống. Hệ thống này cũng rất dễ sử dụng. Nhóm học viên của tôi đang ở giai đoạn đào tạo cuối cùng. Giai đoạn này được gọi là bài tập dã chiến. Trong giai đoạn cuối cùng này, các học viên sẽ được xếp loại. Một là đỗ, hai là trượt. Bài tập sẽ quyết định tương lai của học viên. Trong tình huống chiến đấu giả định này, đơn vị trinh sát 6 người thâm nhập vào sâu lãnh thổ đối phương. Họ đã xây dựng một trạm quan sát gần vị trí đối phương. Công việc của họ là quan sát đối phương và báo cáo lại tình hình. Họ tránh lộ vị trí và phải đợi lệnh. Giáo viên hướng dẫn họ đang đánh giá vị trí giám sát của họ. Đó cũng là nơi họ ẩn náu. Biết lựa chọn và tổ chức nơi ẩn náu tốt là một nghệ thuật đích thực. Trung sĩ Matthew DeLeon đánh giá tình trạng của họ. Những điều chúng tôi mong muốn là các học viên phải đảm bảo hố trú ẩn của họ hòa hợp với môi trường. Ở đây chúng tôi có một địa điểm dưới mặt đất. Khi họ xây dựng một địa điểm như vậy, tôi muốn họ bắt đầu với 3 giai đoạn khác nhau. Đầu tiên là lập trạm quan sát. Đó là nơi họ sẽ nhìn ra ngoài và quan sát mục tiêu bằng ống nhòm. Đó là phần quan trọng nhất. Một khi bạn tổ chức xong thì tiếp tục củng cố vị trí. Ở đây đều có màu xanh lá cây. Như vậy, những gì họ đã làm là đào một số bụi cây ở đây và lấp đất vào đây. Nơi chúng ta đang đứng lúc này, cách hố đào khoảng 10 mét. Tôi đang cố gắng xem địa hình này có dễ bị phát hiện bằng bất kỳ phương tiện nào không. Chúng tôi đang tìm kiếm xung quanh để xem nó có dễ lẫn vào môi trường hay không. Có thể thấy một chút điểm tối so với các nơi đều sáng. Đặc biệt là khi có ánh sáng mặt trời, không nên có bóng râm nào. Chúng tôi đang tìm kiếm xung quanh. Bạn có thể thấy nơi các học viên đang dẫm lên khi đi qua đây. Vì vậy, nó chỉ ra rằng có một cái hố hay thứ gì đó ở khu vực kia. Rất nhiều học viên sẽ rời khỏi đây để nhận nhiệm vụ ở chiến trường. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng để họ sửa sai. Việc sử dụng các kỹ thuật và chiến thuật đã học rất quan trọng với việc sống còn của các đơn vị và nhiệm vụ của họ. Nếu họ không sửa chữa sai lầm của mình ở đây, thì có thể họ và đồng đội sẽ phải gánh chịu thiệt hại ở chiến trường. Thử thách đã kết thúc. Nhóm học viên này đều là những người may mắn. Tất cả họ đều đã vượt qua thử thách. Một trong những cách nhanh nhất để thoát ra khỏi rừng rậm là sử dụng hệ thống có tên là hệ thống xuất nhập của đội tuần tra đặc biệt. Sử dụng sợi dây thừng duy nhất, toàn đội có thể được máy bay trực thăng Black Hawk UH-60 kéo lên một cách an toàn, thoát khỏi vị trí nguy hiểm và trở về căn cứ.
Đối với những chỉ huy trên chiến trường, có được thông tin tình báo về quân địch là chìa khóa thành công. Công nghệ đã giúp họ rất nhiều trong việc thu thập thông tin. Tuy nhiên, những người lính trinh sát vẫn được coi là phương án tốt nhất, dù có thể có vài rủi ro. Khi thực hiện nhiệm vụ, lính trinh sát phải biết rõ mình đang tìm kiếm thông tin tình báo gì và đó có phải là thông tin có giá trị không. Họ cũng phải sẵn sàng làm nhiệm vụ trong những điều kiện thời tiết khác nhau. Đó có thể là lúc những thiết bị điện tử không làm việc tốt. Sẽ tốt hơn nếu có người lính ở thực địa thu thập thông tin bất chấp điều kiện thời tiết. Đó là những người có thể đi đến bất cứ đâu để thu thập thông tin và mang thông tin về cho chỉ huy. Một trong những phẩm chất mà lính trinh sát cần có là sự khôn ngoan. Nhiệm vụ này đòi hỏi người lính phải có tinh thần thép. Trong hoạt động trinh sát, người lính sẽ bắt gặp nhiều mục tiêu, vì vậy họ phải thật khôn khéo và phân tích mục tiêu, rồi tiếp cận nó theo cách khác nhau. Chúng tôi đang tìm kiếm những người lính nhạy bén trong suy nghĩ và hành động nhanh gọn để thích nghi với nhiều hoàn cảnh. Sự thật thì trước khi là một giảng viên, tôi từng là một lính trinh sát, hoạt động trong một đơn vị làm cầu nối giữa các đơn vị thông thường với các đơn vị đặc biệt. Đơn vị của tôi là đơn vị duy nhất được coi là đơn vị thông thường, nhưng lại làm những nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi có một giá trị quan trọng.